Chị Bị Hương đây là thấy dừa quá trời ha quý cô chú chị các bạn. Mấy chiếc xe nó đang chở dừa. Giờ thì mình với mấy chú đi vô tham quan vườn dừa Mã Lai Đít Bầu. Ở độ tuổi ngoài 3 năm tuổi quý cô chú chị các bạn. Rồi kênh cũng xin trân trọng kính chào quý cô chú chị các bạn luôn nha. Hiện tại thì dừa này người dân ở đây ta trồng, có trồng xen canh thêm với cỏ để mà cắt cỏ cho bò ăn á, cho nên thấy cái vườn nó hơi sầm uất tí xíu. Nếu mà chúng ta không trồng cỏ thì chúng ta tiêu diệt này cỏ hết rồi, nhìn cái vườn nó sạch hơn. Nhưng mà trồng xen canh với cỏ thì cũng không sao cả. Cỏ thì quý cô chú chị các bạn, nếu mà chúng ta trồng á, chúng ta cắt cho bò ăn thì cũng có lợi cho cái kinh tế chú nuôi bò. Cái thứ hai, cây cỏ này nó cũng không có ăn gì ba cái chỗ phân nhiều đâu quý cô chú chị các bạn. Nếu chúng ta để cỏ như nè, chúng ta lâu lâu cho ta lùa, ta ủ, cắt ủ gốc thì lấy nó làm phân nuôi nó luôn, cũng không có tốn cái gì á. Cho nên là trồng cỏ ở dưới đây cũng không có hại gì cây dừa. Nó thật ra cũng không hút phân bao nhiêu đâu. Và quý cô chú anh chị các bạn có thể là trồng thêm những cái loại cây khác để chúng ta tăng thêm thu nhập á, lấy ngắn nuôi dài như là lá dứa, rau muống hoặc là những cái cây ăn trái khác. Rồi đây là kênh cũng chia sẻ quý cô chú anh chị các bạn là cái vườn dừa ngoài 3 năm tuổi nha. Hiện tại có chiều cao sao từ gốc ở dưới mặt đất lên gốc là ngoài 1 mét. Loại dừa Mã Lai siêu trái đít bầu nha quý cô chú anh chị các bạn. Hiện tại mắt thường kênh nghĩ là họ ở đây họ trồng cái bằng nanh xấu, đây họ trồng cái kiểu dít chắc á. Cây cách cây mình nghĩ khoảng từ 6 mét đến 6 mét rưỡi là cây cách cây. À, quý cô chú anh chị các bạn thấy xa xa không? Quý cô chú anh chị các bạn thấy trái nó đang cho trái ở trên cái cây của nó đó. Hiện tại thì ở trồng ở cái cự ly này thì nó rất là hợp lý. Quý cô chú anh chị các bạn thấy tàn tán nó đứng sừng sững cây dừa. Mai mốt mà có cao hơn nữa thì nó cũng không có giao tàn với nhau, bẻ với nhau, nó cũng không có gác với nhau. Thì trồng bằng cái cách này nó hạn chế được rất là nhiều. Thứ nhất là nó không có ảnh hưởng từ cái quang hợp từ nắng, mưa, gió. Và thứ hai nữa là thông thoáng cây dừa. Nó hạn chế được sâu bệnh, đuông, vân vân và vân vân. Thì đặc điểm loại dừa Mã Lai siêu trái này thì quý cô chú chị các bạn là trồng từ 18 tháng tới 20 mấy tháng trở đi là nó đã có lưỡi mèo đã cho trái rồi. Thì bản thân cây dừa này ngoài 3 tuổi nhưng mà nó đã cho trái có thu nhập rất là lâu quý cô chú chị các bạn. Có nghĩa là ngoài 1 năm rồi đó. Chứ không phải là ở giai đoạn này nó mới cho trái. Sau khi chúng ta xác định giống chúng ta trồng á thì loại chủng dừa này thì nó sẽ ra trái y như vậy quý cô chú chị các bạn. Cho dù quý cô chú chị anh chị các bạn trồng ở đâu. Đây, những cái dừa trái mới nói nó là rất là tuyệt vời ha quý cô chú anh chị các bạn. Trái rất là sai. Một quài này còn non nè. Quài này còn non, chưa có già. Hiện tại là vườn dừa này là người ta trồng ta bán đi uống nước. Thì quý cô chú anh chị các bạn nếu mà chúng ta mua dừa về chúng ta trồng uống nước á thì chúng ta trồng cũng như thế này. Đó, trái như thế này, hoài như thế này. Và đít bầu hình thể nó cũng như thế này. Nó không có lai tạo gì khác. Tại thì đúng chủng dừa, dừa nhà chứ không phải dừa trại nha. Nói dừa trại thì quý cô chú chị bạn thông cảm, mình không nói xấu trại. Nhưng mà có nhiều trại thì không có quản lý cái con giống, cho nên nhiều bà con cũng đã thất vọng về cái con giống. Khi mà trồng qua một thời gian thì nó không đạt theo cái ý muốn của mình. Riêng cái quả dừa này theo mắt thường á, kênh nghĩ ở đây là khoảng mấy chục trái luôn. Mấy chục trái thì quý cô chú chị bạn đếm là nhìn sơ qua cũng có thể là đếm được là bao nhiêu trái trong quả dừa này. Trái rất là to nha, nhưng mà trái dừa này còn non chưa có hái được nha quý cô chú chị bạn. Dừa này còn lớn nữa. Giờ đít nó đã bằng, đã đít bằng không có chu. Đây cũng một cây dừa này qua bên đây luôn. Hoài rất là sai từ ở dưới cái mép. Cái mép ở dưới đây nè, ở đầu từ cái bẻ đó đi lên trên. Múc ở trên luôn nè. Một cái đoạn rất là dài, rất là sai trái, đặt nghẹt ở trong cây này luôn. Nhưng mà giai đoạn dừa còn nhỏ thì cái đít nó phải hơi chu chu quý cô chú chị các bạn, nó chu vậy. Sau khi mà nó tăng trưởng nó bự ở tới cự ly mà thời gian mà cho uống nước thì lúc là cái trái sẽ tròn đều. Đó, quý cô chú chị các bạn thấy trái đẹp cực kỳ không?
là cái kênh cũng đã quay trực tiếp luôn, không có ngắt ha, là cắt ghép clip vừa quý cô chú anh chị bạn. Bản thân vừa nói như vậy là mình sẽ chia sẻ luôn, nó một khối nằm ở trong ngoài nhìn rất là đẹp đây nè, quý cô chú anh chị các bạn thấy không, rất tuyệt vời. Trồng dừa như vậy chúng ta mới đạt hiệu quả kinh tế cao nè quý cô chú anh chị các bạn. Cho nên quý cô chú anh chị các bạn cứ khi trồng chúng ta phải nghiên cứu giống dừa để chúng ta trồng cho nó đạt. Đây nè, một cây dừa này mà quý cô chú anh chị các bạn thấy toàn diện ở bốn bên đều trái khủng khiếp. Cho nên là khi mà trồng dừa mà cái cự ly mà nó đúng á, thì dừa nó quang hợp ánh nắng thì trái nó sẽ tròn đều, nó xả đều hết toàn thân của cây dừa luôn. Đó, chiếc kênh sẽ đi qua cái cây tiếp theo nha. Đây. Này ngoài mới ngoài 3 năm. 3 năm gọi là 3 năm mấy tháng. Đây là chính xác sự thật, tại mình có hỏi chú vườn rồi. Cây dừa này ngoài 3 năm, chưa được 4 năm, mới 3 năm mấy à. Trái rất là hoài, rất là sai. Hiện tại thì đây là vừa bán vừa nạo, vừa uống nước, lấy dây câu thêm trong hôi nó gãy nguyên cái hoài quý cô chú anh chị các bạn, chịu không nổi. Cái bẹ này nếu mà chịu không nổi nó thì nó gãy luôn hoài dừa, lúc đó thì dừa chúng ta sẽ giảm năng suất và nước không ngọt. Ở đây nó có cái đường mương, nó có cái đường mương người ta sẵn rảnh ra ta làm đường mương, thì bên bản dừa trái cũng như vậy luôn. Xa xa múc máy ảnh đằng đẳng những cái dừa xa đó quý cô chú anh chị các bạn, trái cũng không khác gì. Nó khoảng cách trồng ở đây là từ 6m đến 6,5m. Nó người dân đã trồng chính xác luôn. Một cây dừa nó đứng sừng sững, nó không có bị che cái nhà, không có rập, không có che bóng mát với nhau. Thì cũng có thời điểm thì dừa nó cũng trồng nó, cũng khi nó bị một số bệnh đó, rồi nó cũng bị rụng trái. Rồi lúc đó chúng ta sẽ xịt thuốc, phun thuốc. Mà đặc biệt sợ nhất là nấm trắng ha quý cô chú anh chị các bạn. Hoài thấy chất lượng không? Còn những cái hoài con nó cũng ra trái như vậy nè, thì nó sẽ đậu, tỷ lệ đậu rất là cao. Tại chúng ta đã thấy được những cái hoài dừa nó đang đậu trên cây này, tỷ lệ đậu rất là cao. Nó cho nên kênh rất là hiểu được tâm lý của quý cô chú anh chị các bạn. Chúng ta muốn chọn cái giống dừa và chúng ta về chúng ta trồng có một cái cây dừa giống như kênh đã quay, để đúng với cái tâm niệm của quý cô chú anh chị các bạn, đó là cái ước mơ của quý cô chú anh chị các bạn, chúng ta cũng muốn có vườn dừa như vậy đó, thì kênh luôn sẵn lòng nha, sẵn lòng để chia sẻ giúp đỡ cho mọi người. Dừa phải nói là thấy rất là ham luôn. Nếu mà chúng ta trồng dừa này chúng ta mới mang lại hiệu quả kinh tế cao quý cô chú anh chị các bạn. Chúng ta không có nghiên cứu kỹ thì chúng ta mua giống dừa không đúng, và chúng ta không biết kỹ thuật chăm sóc bón phân thì lúc đó cái hiệu quả kinh tế cũng không có mong như mong muốn được. Hiện tại thì bà con đang hướng về trồng dừa Mã Lai nhiều hơn. Tại dừa Mã Lai thì trái to, nước nhiều, ngọt và nó có năng suất cao, cho nên trong thời gian vừa qua thấy bà con rất là quan tâm cái lóng dừa Mã Lai đít bầu này. Và bên cạnh đó cũng nhiều quý cô chú anh chị các bạn cũng có hỏi thăm là dừa sim xanh lùng á, thì ở đây thì hiện tại có dừa sim xanh lùng nhưng mà không có con giống, người ta không có để khô á, cho nên là kênh cũng không có thể nào giới thiệu được. Để có dịp thì kênh sẽ qua tỉnh Bến Tre, tại Bến Tre trồng dừa sim xanh rất là nhiều, sim xanh lùng á, để mà quay coi cái vườn dừa nào đạt rồi quay lên để cho quý cô chú anh chị các bạn tham khảo rồi quyết định con giống tại đó, để là mình đặt ở đó luôn, đặt tại chủ vườn á, để mà đảm bảo con giống cho nó chuẩn. Chứ bây giờ không có dừa chim xanh giống thì cho nên kênh cũng không dám giới thiệu để mua, cho nên bà con cũng thông cảm cho kênh nha. Đó, quý cô chú anh chị các bạn thấy dừa trái, trái xum xê ha, xum xê luôn. Tại cái giai đoạn này người dân ta cũng đang rải phân ở dưới để mà nuôi trái. Ở dưới đây thì phân ba màu hợp chất NPK 20-20-15 đạm lăng kali á, nuôi trái như thế này nè. Thì báo quý cô chú anh chị bạn, dừa này thì cứ một bẹ nha, một lưỡi mèo và một bắp mà ra một hoài vậy đó, bẹ nào cũng vậy. Loại bản thân nó là loại siêu trái là như thế, nó có năng suất ghê gớm lắm.
Nói kênh hôm nay review thêm cho quý cô chú chị các bạn hiểu thêm về cái dừa Mã Lai đít bầu mà có cho trái ở giai đoạn ngoài ngoài 3 tuổi. Thì cũng báo quý cô chú chị các bạn thì dừa này đã bán này rất là lâu rồi, từ ở giai đoạn mà chừng 2 tuổi là nó đã có thu hoạch rồi. Có nghĩa từ gốc nó lên từ chỗ này là đã có, nó đã cắt hoài rồi mà cắt lên múc ở trên đây luôn quý cô chú chị các bạn. Đó nghĩa là cắt không biết bao nhiêu hoài. Rồi bây giờ là tới ở giai đoạn trên mà mai mốt cây dừa nó cao hơn nữa thì chúng ta vẫn tiếp tục thu hoạch trái cũng như thế này. Đó, kênh đã chia sẻ thêm cho quý cô chú chị các bạn biết chủng dừa giống dừa này loại Mã Lai siêu trái nha. Tại vì cũng xa những cái đường mương cho nên họ kênh không đi giáp hết, quay cho quý cô chú chị các bạn xem. Trái to lắm rồi quý cô chú chị các bạn. Trái này là hiện tại là chưa tới cái giai đoạn chặt nhưng mà cái hoành rất là cao, hoành rất là to nha. Cái này thường thường mình đo mình nghĩ là ngoài hai găng tay mình 40 mấy rồi. Trái rất là to, đít rất là bằng. Dừa này là chưa cắt uống được đâu. Trái thấy mê ha. Rất là mê. Bản thân kênh đi quay dừa mà kênh cũng còn phải mê đó quý cô chú anh chị các bạn. Đừng nói chị quý cô chú anh chị các bạn mà xem nha. Rồi ngày hôm nay kênh cũng đã review thêm để cho quý cô chú anh chị các bạn hiểu được cái giá trị, ý nghĩa và cái kinh tế mà chúng ta trồng dừa Mã Lai ở độ tuổi ngoài 3 tuổi nha. Rồi kênh cũng xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị các bạn đã xem. Chúc quý cô chú anh chị các bạn quyết định để chúng ta trồng những cái loại cây nào phù hợp nhất ở trên đất của mình mà mang lại hiệu quả kinh tế cao ở gia đình mình. Rồi kênh cũng xin trân trọng kính chào ạ.